Xin chào mọi người, mình là Thi đây. Hôm nay mình làm một món mà chắc chắn ai là tín đồ của phô mai sẽ biết. Đó là món bò sốt phô mai. Ở đây mình có hai loại phô mai nè, phô mai sợi và phô mai cay. Có thêm một ít hàu sữa nữa. Hàu sữa mình rửa sạch với một ít muối và để ráo nước. Món này mình từng ăn rất là nhiều chỗ rồi và chỗ nào cũng ngon hết á. Hàng quán không bán nữa nên mình tự làm ăn ở nhà nè. Món này không thể thiếu bò đâu nha. Chuẩn bị thêm rau muống cộng và một ít tỏi. Tiếp theo là hành tây cắt khoanh. Có thêm nấm kim châm ăn chung với món này rất là ngon luôn. Thêm hai cái trứng gà nữa là đầy đủ rồi nè. Lúc đầu mình tính tự làm sốt á, nhưng mà vô tình mình nhớ ra trong nhà mình vẫn còn hai loại sốt này nên mình quyết định dùng món này với lại sốt xăm danh và phô mai cay nè. Phần chuẩn bị nguyên liệu của mình cũng đã xong. Chuẩn bị một bếp cồn và cho cái vị lên như thế này. Khi cái vị đã nóng thì mình cho hai muỗng bơ vào luôn. Lâu rồi mình mới được ngửi thấy lại cái mùi bơ á, thơm ghê luôn. Thêm vài tép tỏi cho thơm nha. Tiếp theo là hành tây nè, cho bò vào luôn nha mọi người. Món này phải ăn nóng trên cái chảo như thế này mới ngon. Cho rau muống và hàu sữa vào luôn. Cuối cùng là mình rưới thật là nhiều nước sốt vào, thêm một ít sốt xăm danh cho nó cay nha. Mình ăn cay cũng được lắm á, những món mà không cay mình thấy nó không ngon gì cả. Cho phô mai vào luôn nè, đập thêm một cái trứng gà nữa. Món này nó khiến cho mình mắt thì sáng, miệng thì chữ O luôn á. Thơm và ngon xỉu luôn nha mọi người. Để hàu và bò vừa chín tới thì ăn sẽ ngon hơn nha. Mọi người nhìn thấy món này của mình có hấp dẫn không? Những món có phô mai mình rất là thích luôn. Ăn béo ngậy và rất là thơm nữa. Ăn kèm món này với bánh mì ngon xỉu luôn. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này của mình. Mình ăn tiếp đây.